Chào anh Phùng Hải, xin được chào chị Thanh Phụng ạ. Chào ông Sim Quý. Dạ, gia đình mình là có một bé hả anh? Hiện tại mình có một bé, bé là bé 4 tuổi. 4 tuổi, bé tên gì anh? Bé tên Gia Bảo. Gia Bảo ơi, chào con. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ, không biết là ở gia đình của mình thì mình sử dụng các cái thiết bị công nghệ như thế nào. Anh Hải có thể chia sẻ chút xíu để cho khán giả được biết là như thế nào thì là gia đình 4.0 ạ. Thì về như tất cả các thiết bị gia đình mà mình đang sử dụng đây, như là quạt máy, tủ lạnh, máy lạnh, tivi, tất cả đều có công nghệ thông minh. Và đặc biệt nhất về bản thân anh là anh luôn chọn tất cả các thiết bị chung một hãng để có một cái sự kết nối đồng bộ. Về như công nghệ mình hay gọi đó là cái hệ sinh thái công nghệ. Một hệ sinh thái công nghệ ngay trong chính gia đình của mình luôn. Thật ra cái chia sẻ này của anh Hải rất là thú vị. Vì xưa giờ thì các cái gia đình người Việt mình thì mình thích thiết bị nào thì mình mua thiết bị đó. Dù mình thấy tivi nào mới ra mình thích thì mình mua, tủ lạnh nào mới ra mình thích mình mua. Và mình ít quan tâm tới chuyện là chọn cùng một cái thương hiệu như anh Hải vừa chia sẻ lúc nãy. Ngọc Quý có một cái chia sẻ này chắc là cũng mạn phép chia sẻ với anh chị, tôi thấy cũng rất là dễ thương, rất là ấn tượng. Hồi nãy giờ vô đây nói chuyện với anh chị thấy hai anh chị ai cũng bị cận hết trơn. Gia đình của mình không biết chắc là hồi xưa mình sử dụng công nghệ nhiều lắm không, hay là do đọc truyện tranh nhiều quá mà hai vợ chồng cận hết trơn. Chia sẻ với ông Quý thì chắc là do phần hồi xưa mình hay coi cái tivi thì mình coi gần quá. Với lại cho nên là nó bị ảnh hưởng về mắt. Với lại hiện tại công việc của Hải đang là về nghiên cứu về dữ liệu, cho nên là cái việc tiếp xúc về màn hình nó cực kỳ nhiều, máy tính cực kỳ nhiều, nên là nó hiện tại là đang phải đeo kính. Dạ, thật ra thì bản thân Ngọc Quý cũng chia sẻ với cái thông tin này của anh. Tại vì mình mà tiếp xúc với các cái thiết bị công nghệ quá nhiều, đúng là nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị giác của mình rất là nhiều. Nhưng mà hồi nãy như anh Hải nói là nhà mình là sử dụng gần như là các thiết bị công nghệ tích hợp ở trong gia đình của mình hết. Nữa con nít bây giờ nó coi tivi rất nhiều. Như vậy thì anh chị lấy cái bài học của chính bản thân mình để rút ra một cái kinh nghiệm như thế nào để cho bé là không bị cận và bảo vệ được thị giác của bé. Đối với cái điều này còn là Hải rất là quan tâm, bởi vì bản thân Hải cũng như vợ đã cận rồi thì mình sẽ không muốn là con mình sẽ bị cận như mình. Thì đó chính là cái lý do mà Hải phải đầu tư rất là nhiều về tivi. Tại vì giống như là cái cuộc sống bây giờ, như Quý đã nói, các bé đều có cơ hội để tiếp xúc với công nghệ và đặc biệt là tivi rất là nhiều, cho nên là cái vấn đề tivi là mình quan tâm nhất. Và theo như tìm hiểu cũng như là những cái kiến thức mà mình góp nhặt được đó, thì mình đã lựa chọn cái chiếc màn hình có công nghệ OLED. Nó sẽ khác với TV LED. Đối với công nghệ OLED này thì theo bản thân tìm hiểu thì nó là một cái công nghệ màn hình tiên tiến mới nhất hiện tại. Và nó có cấu tạo bao gồm những cái diode phát sáng hữu cơ. Thì đối với cái dạng diode này nó có khả năng là phát sáng cái điểm ảnh nó sáng lên chỉ khi có dòng điện chạy qua, cho nên là nó sẽ không có định nền và không có định nền sẽ không nguy hại tới mắt của bạn. Dạ, hồi xưa giờ các bậc cha mẹ của mình cứ sợ là con xem tivi nhiều quá, tiếp xúc với các thiết bị công nghệ nhiều quá thì sẽ giảm thị lực. Nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay anh Hải chia sẻ thì lại cho Ngọc Quý một cái nhìn rất là khác. Làm sao để mình chọn một chiếc tivi mà các con có thể xem nhiều nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mắt của các con. Đó là một cái thông tin rất là hữu ích mà Quý nghĩ rằng là quý vị khán giả ngày hôm nay khi mà nghe chia sẻ thông tin này thì cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu và trang bị cho gia đình mình và đặc biệt các con của mình. Một lần nữa thay mặt cho chương trình gửi lời chúc đến gia đình của anh Hải và chị Phụng và mong rằng là gia đình của mình sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Và chúc cho anh Hải, chị Phụng sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống như là công việc của mình.